đây là cái chỗ làm ra củi để đốt bỏ thêm củi lên đây nữa thì có thể đi được rồi đây là cái cộng đồng ở ngay nhà thờ ở chỗ này nằm ở bên và chia nhà họ đứng chung lại với nhau mỗi cuối tuần họ đứng chung lại làm chuyện này. Đây là không phải riêng cá nhân một người, đây là chung hết tất cả chúng tôi. Đây là họ chặt những cái củi, sau khi đó bỏ lên xe truck và đem tới những cái chỗ mà những người sống gần chỗ này đang cần thiết để mà đốt sưởi ấm cho mùa đông năm nay. Chúng tôi đem củi tới nhiều người. Một là có tiền để trả cho sự ấm, hai là có tiền đổ xăng để đi làm. Đối với cái chỗ này, họ đã giúp đỡ rất là nhiều người. Có 41 hộ gia đình cộng luôn gia đình của ông này. Họ không cần lựa chọn một là trả tiền, hai để sưởi ấm cho mùa đông. Đây là tốt hơn điện và gas trong lúc này, tại vì chúng tôi không có đủ tiền để trả cho những cái đó trong lúc này. Rất là mắc tiền khi tiền điện và tiền gas. Đối với hộ gia đình này, họ đã dùng củi sưởi ấm gần 10 năm nay. Ba của tôi, 85 tuổi, dẫn cưa củi và để cho má tôi đốt. Tôi đây rất là mừng, được củi đưa tới đây để đốt cho sưởi ấm, không có cần, cực nhọc đi kiếm. Đối với nhiều hộ gia đình ở trên Hoa Kỳ, để mà sưởi ấm trong cái mùa đông năm nay. Giá cả lên rất là cao. Tiền gas để đốt sưởi ấm cho mùa đông năm nay ở trên Hoa Kỳ tăng lên 28%. Còn dùng dầu đốt sưởi ấm tăng lên 27%. Còn về điện đó là tăng lên 10%. Đó là theo của chính phủ coi dày điện gas trên Hoa Kỳ báo cho biết. Giống như cái chỗ mà chứa củi ở ngay Fox County ở chỗ này. Chính quyền của ông Joe Biden đang đẩy ý tới. Trong mùa đông năm nay, họ sẽ giúp đỡ khoảng chừng 700.000 đồng cho những cái chỗ mà cần thiết giống như chỗ này. Đây chỉ là một khúc củi thôi, nhưng mà đối với nhiều hộ gia đình, rất là cần thiết tell you their personal stories, what's happening at work, or you'll get to know. I got one guy, Joe, who loves to fish. Right? I hear about his fishing stories. He showed me pictures. Này là khi tôi đem củi tới thì tôi nói chuyện với nhiều người. Có người thì nói về cái chuyện mà câu cá, rồi họ cũng cho tôi coi những cái hình nữa. Và khi mà mình đem củi tới cho những người mà cần thiết, thì từ từ biết họ rồi mình nói chuyện với họ, thì hiểu biết nhiều thêm nữa. Đối với gia đình Clark này là một cái họ không cần lo cho cái mùa đông trong năm nay. Ông làm như thế nào với tỷ ông không có cái người giống như anh Jay đem những cái củi tới chỗ này? Tôi đoán là có lẽ tôi đang đi cắt những cái củi ở ngoài kia để mà xài. có lẽ là có những cái khúc cây ngoài kia để mà xài nhưng mà có lẽ không có đủ để mà sưởi ấm trong mùa đông năm nay không có bằng những người đó đã giúp đỡ đem những cái củi tới cộng đồng ở đây đứng chung lại với nhau chia sẻ với nhau từ khúc củi